Một sân chơi âm nhạc vui tươi, hội tụ các tài năng nhí siêu đáng yêu, mang dấu ấn cá nhân đã quay trở lại. Quy mô hơn, thử thách hơn và hào hứng hơn. Đầy thành công, cuộc thi đã mang đến sân khấu đầy bổ ích nơi bé có thể tự tin tỏa sáng tài năng piano, thể hiện cá tính âm nhạc, rèn luyện khả năng tập trung và tính kỷ luật. Đặc biệt, cuộc thi là cơ hội để các bé được giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành đại diện Việt Nam tranh tài với học sinh trường âm nhạc Kawa trên toàn thế giới.